Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Dương Anh Đức đã ký quyết định phong tỏa khu phố 2, phường 16, quận 8 do số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao quận 8 tổ chức chốt chặn các tuyến đường hẻm ra vào khu vực phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân. Theo Ủy ban Nhân dân quận 8, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2021, quận 8 đã ghi nhận hơn 100 ca bệnh. Các ca bệnh có dấu hiệu tăng theo từng ngày. Đặc biệt, phường 16 giáp tranh với phường An Lạc, quận Bình Tân, được Ủy ban Nhân dân quận 8 đánh giá là khu vực có nguy cơ rất cao, có thể phát sinh dịch bệnh và có những ca bệnh chưa phát hiện tại khu vực này. Do đó, Ủy ban Nhân dân quận 8 đã đề xuất triển khai thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 đối với khu phố 2, phường 16, quận 8 trong vòng 14 ngày, áp dụng từ 12 giờ trưa ngày 21 tháng 6 và được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định. Khu phố 2, phường 16, quận 8 có diện tích 89 ha, trong đó khu vực cảng Phú Định là 60 ha với 2.049 nhân khẩu. Trong khu vực này có 6 khu nhà trọ, khoảng 1.400 nhân khẩu, 156 hộ dân, 606 nhân khẩu và 5 bãi xe. Khi khu vực này giãn cách sẽ có 21 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân quận 8 sẽ tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện giãn cách với 5 chốt, mỗi chốt 4 người, 1 ca trực, mỗi ca 6 giờ. Trong đó, đường Hồ Ngọc Lãm đoạn từ giáp ranh phường 16 đến cuối đường và đường An Dương Vương đoạn từ cống Bà Lựu đến cuối đường phía Bến Đò, cổng vào khu nhà ở Cần Giờ sẽ được chốt chặn cách ly. Bên cạnh đó, quận 8 tiếp tục giữ các chốt tại hẻm hoặc khu vực có nguy cơ cao đang cách ly hiện hữu, các hẻm Hồ Học Lãm, hẻm An Dương Vương và xem như cách ly vòng trong. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với 3 khu phố 2, 3, 4 ở phường An Lạc. Huyện Hóc Môn cũng đã tiến hành giãn cách ở 3 ấp, gồm ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 của xã Tân Hiệp. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.